Từ từ. Đây, đưa viết đây cho tôi, Đây. Đây. Ăn quen ha. Hai người ăn quen. Lần trước là nguyên con mèo lên trán tôi. Tôi chưa xử tội. Bây giờ hai người tính là song kiếm hợp bích ha. Được rồi. Bây giờ con thích con gì? Dạ con thích con chó. Ồ, con thích con chó. Con chó. Dạ con thích con cọp. Vậy thì mặt con sẽ có con cọp, còn mặt con sẽ có con chó. Hãy đợi đấy. Kẹt quá, dám. Hả? Trời ơi, tôi chạy rồi. Ồ, chào chị. Chào anh. Ha. Dạ con nè cô. Ừ, chào con, chào hai đứa. Dạ em mời về chị ngồi. Dạ, có chuyện gì vậy chị? Hôm nay tôi qua đây á là tại vì cô Nụ nhờ tôi là đưa cho anh cái đơn này để cho anh điền vào. Đơn xin nhập học. Ủa là làm sao chị? Ủa trời ơi, anh nói gì ngộ không? Thì bây giờ hết hè rồi thì tụi nhỏ nó phải đi học rồi chứ. Nhất là thằng nhỏ nhà anh nè, năm nay nó vô lớp 1 rồi. Anh đã tìm được cái trường nào cho nó chưa? Thật sự chị nhắc tôi mới biết là hết hè. Tôi không ngờ 3 tháng hè thấm thoát trôi qua nhanh quá. Thôi được rồi, vậy là tôi cũng mừng. Sắp tới là hai con được đi học rồi. Tôi nói với tụi nó quậy chị không nổi đâu chị. Tôi đi học rồi, tôi đi học kêu với nha. Không, em đi học chị ở nhà mà. Chị, hai đứa nhỏ nhà chị ham học ghê ha. Em đi học thôi. Chị, em được đi học mà. Em được đi học. Chị ở nhà. Không, anh đó. Em ở nhà chị đi học. Chị đến nhà. Thôi có khách mà tụi con. Hay tiền trường, tiền học, tiền cặp, tiền sách. Chết tôi rồi. Quá trời quá đất. Alo. Cái gì? Thôi không có nhậu. Bỏ rồi, không có nhậu nữa. Trời ơi, tùm lum tùm la thứ tiền hết ông ơi. Bây giờ phải tiết kiệm rồi. Sale dự án khủng mà cũng tiết kiệm hả ông Tùng? Nè, ông đừng có giỡn với tôi nghe. Thôi, bây giờ tôi có hai đứa nhỏ rồi, cho nên là phải thay đổi. Từ cái chi tiêu tất cả mọi thứ phải tiết kiệm để dành cho tụi nó. Sau này ông có con đi ông hiểu. Trời ơi, hai đứa đó có phải con ruột ông đâu. Con nuôi ông mà làm thấy ghê quá à. Nè. Ruột hay là nuôi gì cũng vậy, phải có trách nhiệm với lại tụi nó. Vậy nha. Alo. Dạ em hỏi anh Tùng phải không ạ? Ừ Tùng nè, ai vậy? Em ở bên công ty bảo hiểm Đài Lai Rai. Thôi, tôi không có tiền đâu tôi mua bảo hiểm gì nữa, vậy nha. Không có tiền còn giới thiệu bảo hiểm. Chà. Alo. Alo. Anh ơi, số này có bán không? Ông điên hả ông nội, cái số điện thoại xấu quắc rồi hỏi muốn mua không, tôi bán luôn nè. Anh bán nào bao nhiêu thế? 26 triệu. Thôi xin hẹn lần sau nha. Trời ơi, tưởng được giá bán luôn lấy tiền lo cho hai đứa nhỏ. Chà.